Khi mà chúng ta gỡ vết thương các bạn thì nếu mà các bạn mà để ví dụ như các bạn lấy ngón tay về các bạn gỡ nè thì rất là khó ha. Thí dụ như chúng ta mà dùng cái ngón tay chúng ta gỡ cái băng keo này lên nè, các bạn thấy nhìn thấy không, thì rất là khó, tại vì băng keo nó dính khắn ở trong da của bệnh nhân rồi, mình gỡ nó rất là khó. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta muốn gỡ cho dễ thì các bạn gỡ từ ở bên trong của cái miếng băng ha, từ bên trong miếng băng này nè, thì các bạn đó, từ trong miếng băng này là các bạn gỡ, rồi các bạn vừa lấy tay gỡ lên vừa lấy ngón tay đè cái da bệnh nhân xuống cho bệnh nhân đừng có đau. Chứ các bạn mà tưởng tượng các bạn để vậy các bạn rất một rẹt con cái bệnh nhân đau dữ lắm ha. Nên các bạn phải lưu ý, mình gỡ lên từ từ là mình lấy tay đè da bệnh nhân lại, bệnh nhân không đau ha. Hoặc đó là chúng ta gỡ bằng tay không, chúng ta không có mang găng tay, sau đó chúng ta sẽ rửa tay lại rồi chúng ta sẽ mang găng để rửa cho bệnh nhân. Còn hai là các bạn sẽ mang một cái cặp găng sạch trước, rồi các bạn gỡ băng bệnh nhân xong rồi các bạn mới mang cặp găng thứ hai để rửa các bạn. Sau khi mình tháo vết thương xong rồi thì các bạn nhớ là do chúng ta không mang găng, do tôi không mang găng thì tôi phải rửa tay lại ha, hoặc tôi sát khuẩn tay nhanh lại rồi sau đó tôi mới găng khác để mà rửa ha các bạn. Các bạn lưu ý khi mà mình rửa vết thương, các bạn lưu ý mấy vấn đề sau. Thứ nhất là các bạn đừng có cầm các bạn đừng có dùng ben cầm cái cục gòn, các bạn đặt từ ở trên đầu vết thương các bạn kéo hơi xuống hết vết thương luôn. Thì sao các bạn? Thì nó sẽ bị sốc vô những cái sợi chỉ, bệnh nhân bị đau. Cho nên nó là cái nguyên tắc là chúng ta không có được quyền đặt cái cục gòn vô, chúng ta kéo một hơi vết thương bệnh nhân cho nhanh là không được các bạn. Tại khi các bạn kéo là nó sẽ sốc những cái mối chỉ, bệnh nhân sẽ bị đau. Chính như vậy mà các bạn chỉ được quyền chấm thôi ha, mình được quyền chậm thôi nè. Mình chỉ quyền chậm những cái mối chỉ thôi ha. Đó là cái thứ nhất. Cái này các bạn rất là thường gặp nha, các bạn rất là thường sai phạm ở chỗ này. Các bạn thường là rất là sai, thường là mình hẩu mình làm biến gì đó, các bạn đặt cái bạn kéo hơi 2-3 lần cái xong vết thương của người ta là không có được. Các bạn kéo vậy là bệnh nhân sẽ bị rất là đau, nó sốc vô mấy sợi chỉ rất là đau. Chính vì vậy mà mình phải chậm từng mối. Thế là cái thứ nhất. Sau khi chúng ta rửa sơ bộ xong rồi, là nếu mà các bạn mà không có rửa tiếp lần hai á, là lần hai các bạn sẽ là dùng gì các bạn? Thì các bạn sẽ dùng cái ben chúng ta kẹp cục gòn này nè, chúng ta sẽ ấn nhẹ ở mỗi mối chỉ ha. Để khi các bạn mình ấn nhẹ ở mỗi mối chỉ xem nó có xì mũ ra hay không. Chứ các bạn cứ lơ, các bạn sợ bệnh nhân đau, các bạn cứ lơ, các bạn rửa lớp ở trên mặt không, thì nguyên cái ổ nhiễm trùng bên trong mũ không. Cái bệnh nhân người ta đi rửa ở một cái cơ sở y tế khác thì người ta phát hiện có mũ nó chảy ra, lúc đó là đổ nợ ha. Cho nên là các bạn phải khi rửa là các bạn phải nhấn từng cái mối chỉ xem nó có mũ hay không. Như cái vết thương này là ngày hôm qua thì tôi ấn ở mối chỉ thì mũ nó ra rất là nhiều, nó trào ra rất là nhiều các bạn, khoảng 30 lít luôn. Nhưng bữa nay tôi ấn từng mối chỉ thì không thấy mũ ra nữa, là chứng tỏ là cái vết thương này nó tiến triển tốt các bạn. Hiện nay không còn miếng mũ nào hết. Mình ấn thì mình ấn ở mức độ vừa phải, chứ các bạn ấn mạnh bạo quá bệnh nhân sẽ bị đau ha. Cái mối ngày hôm qua mà tôi ấn nó có mũ các bạn, bữa nay hôm nay tôi ấn không có mũ, thì tôi các bạn lưu ý là khi mà mình ấn mà nó không có ra mũ á, thì ngày hôm qua nó ra được 22 đến 30 lít mũ, mà bữa nay á là mình ấn nó không ra nữa. Như vậy là có chắc ăn nó hết mũ hay không, hay là nó còn ứ ở bên trong nó ra không được, đúng không? Nhiều khi nó còn ứ ở bên trong thì sao? Nó ra không được, các bạn tưởng nó hết, đâu có được, đúng không? Thì làm sao mình biết được là ngày hôm qua có mũ mà hôm nay chúng ta ấn nó không ra, thì làm sao chúng ta biết được là nó hết mũ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bạn sẽ quan sát cái bên ngoài. Nếu mà ở bên ngoài á, ngày hôm qua cái niêm mạc nó bị sưng nề đỏ đau ha, sưng đỏ nề lên, mà bữa nay các bạn thấy nó hồng hào lại, nó hết rồi, nó hết sưng nề nữa rồi, kết hợp với mũ không ra, thì chúng ta sẽ kết luận là nó sẽ hết mũ. Còn giả dụ như các bạn ấn dày bệnh nhân đau nè, nó sưng nề xung quanh nhiều hơn ngày hôm qua hoặc là bằng ngày hôm qua mà mũ lại không ra, chứng tỏ là mũ nó còn ứ bên trong, nhưng mà cái mối chỉ này nó gịch sát quá, mũ nó xì ra không được. Cho nên là chúng ta phải biết được chắc chắn là cái nào là nó hết mũ, cái nào nó còn mũ hen.
Thì ngày hôm qua là cái mối này nó có mủ, tôi đã cắt bỏ hết mối rồi các bạn. Cho nên hôm nay thì nó đã bình phục hoàn toàn rồi ha. Khi các bạn lau lại vết thương để trước khi mà chúng ta làm sạch để chúng ta băng lại thì cũng phải, các bạn cũng phải chậm chậm chứ không được quyền kéo ha. Mình được quyền kéo các bạn, được quyền kéo nè, với điều kiện là ở bên ngoài vết thương. Nhưng mà vô trong vết thương rồi là không được quyền kéo. Ha. Sau đó chúng ta bắt đầu tiếp tục băng lại rồi dán cho bệnh nhân ha. Vết thương bữa nay là tốt, ok các bạn. Rồi, khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta dán băng keo lại thì chúng ta sẽ quan sát cái băng của miếng băng của mình. Chúng ta sẽ ước lượng được cái băng keo của mình nó bao dai để mà chúng ta xé. Thì thay vì chúng ta dán cái bảng băng keo lớn vậy nè các bạn, chúng ta dán nguyên băng luôn. Đúng không? Vậy là phải không? Nhưng mà tại sao tôi không dán vậy? Mà tôi xé ra, các bạn thấy không? Có phải là chúng ta tiết kiệm băng keo không các bạn? Không phải các bạn, không phải tiết kiệm băng keo mà là chúng ta xé đi cho nó nhỏ ra để mà khi băng lại thì nó sẽ bệnh nhân đỡ bị hầm. Các bạn để nguyên một cái miếng băng lớn, các bạn dán vô đây nè, bệnh nhân hầm mồ hôi đổ ra nó bị nhiễm, nó nhiễm trùng, dễ nhiễm trùng vết thương. Một số bệnh nhân dễ kích ứng rất là ngứa, cho nên chúng ta sẽ xé ra mà dán vẫn chắc bình thường ha. Xé ra nhưng mà các bạn phải đảm bảo là phải dán chắc nha. Rồi, sau khi chúng ta sẽ băng lại rồi ha, thì chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp dụng cụ rửa tay và tiến hành ghi hồ sơ bệnh án. Thì rửa vết thương thì nó không có khó, các bạn rất là đơn giản, nhưng mà động tác các bạn làm á, nếu mà không có đúng kỹ thuật á, thì bệnh nhân sẽ bị đau. Kể cả cho đến cái đơn việc đơn giản nhất là dán băng keo, các bạn dán một cái miếng băng bự quá, bệnh nhân bị ngứa da, nó sẽ hầm da, nó có một số bệnh nhân dễ kích ứng thì không tốt nha. Cho nên nó là dù rửa thương là một cái kỹ thuật đơn giản nhưng mà các bạn phải làm cho nó đúng kỹ thuật, cho tỉ mỉ, nhẹ nhàng để bệnh nhân không bị đau ha. Tại vì bệnh nhân người ta sau cuộc mổ, bệnh nhân tinh thần người ta rất là lo sợ rồi mà còn làm cho bệnh nhân đau nữa thì không tốt các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip ở đây ha. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.